Sao không nói thẳng cái đầu đi, thẳng cái đầu đi. Cái bút đâu đẹp vậy? Win for me. Win. Win. Give for me. Yeah. Give to me. Give to me. Yeah, Gwen gave it to me. Yeah. Gwen gave it to me. Awake. Awake. Can you say that? Sao quầy lại có cái dấu ngũ? Wait. Trời ơi, cái này là con đang dịch qua tiếng Việt để con đọc về tiếng Anh, mẹ ơi. Giống cái này nè mẹ. Awesome, awesome, nhìn nè, nhìn nè. Awesome. À, awesome. Phiên âm tiếng Việt cho mẹ mượn nhá. Ấn tin. Did she want to know what awake means? She know what awake means? Awake. Mean where you're going like this, yeah. Tự nhiên con đang. Oh, I'm awake. À, okay. Thức dậy. Wake up, the same wake up. Wake up, yeah. Yeah. Thấy chưa? Mẹ cũng biết chứ bộ. Yeah. Awake. Two or three. Yeah, three or two. And then I'm going to save it, okay? Sure. That way we can get back to it. All right. Okay, I'm ready. Rồi má. Má rắc lên đi như mắt tôi chết đi. Chén. Nhìn như nhà đẹp hơn. Còn nếu mà cái rau mà mình để cái nồi nhẹ nó nhìn nó không đẹp. Cái rau này đó. Khi mà má làm xong thì má gắp. Cool. Country, course, cover, creek. No, what need creek? What are you doing? Go back. No! Dead. What are you doing? Deer. What? Deer. Just go back. There you go. Stop there. Country. Con mới xem trên mạng người ta xay dứa thơm với gừng, ấm bụng với không bị lạnh tử cung. Cũng là tốt cho sỏi thận đó mẹ. Mới xem xong. Mới xem trên mạng. Nó gì vậy? Bánh cơ lông với ai? Đi này đi con.